Chiều cao vượt trội so với người bình thường của anh Hồ Văn Trung, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau khiến nhiều người tò mò. Sau trận sốt cách đây 16 năm, giờ anh Hồ Văn Trung đã 34 tuổi, cao tới 2,5 mét, nặng 110kg. Mới đây, anh Trung mắc bệnh suy thận nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Tuy nhiên, do giường của bệnh viện không tương xứng với chiều cao của anh Trung nên gia đình phải làm chiếc giường khác dài 2,6 mét để người khổng lồ nằm. Ông Hồ Đức Ngoan, cha ruột của anh Trung kể, anh Trung là con trai lớn trong gia đình có 4 anh em. Từ lúc sinh ra, anh Trung cũng khỏe mạnh và phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Năm 17 tuổi, Trung bị sốt cao, gia đình đưa đến nhà một y sĩ trong xã chữa bệnh. Sau khi các cơn sốt kéo dài, cơ thể của Trung phát triển chiều cao một cách lạ lùng. Cách đây hơn 5 năm, trong một lần kiểm tra sức khỏe, Trung đã cao hơn 2,35 mét, cân nặng hơn 110kg. Và giờ chiều cao lên đến 2,5 mét, ông Ngoan cho biết. Thấy con phát triển khác thường, vợ chồng tôi rất lo lắng. Bao năm qua Trung càng cao hơn, nặng thêm, làm cho việc đi lại, sinh hoạt vô cùng khó khăn. Nhiều lần vợ chồng tôi định đưa con đi khám, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn và Trung cũng không chịu đi vì mặc cảm. Thời gian gần đây, Trung thường xuyên có biểu hiện chóng mặt, đau lưng nên gia đình đưa vào bệnh viện khám. Các bác sĩ chẩn đoán anh Trung bị tăng kali huyết trên đợt cấp suy thận mạng, thiếu máu mạng mức độ nặng. Ông Ngoan tiếp lời. Theo người nhà của anh Trung, các anh em của người khổng lồ này đều có chiều cao trung bình từ 1,6 đến 1,8 mét. Anh Trung là người có chiều cao vượt trội nhất. Ngoài ra, nam thanh niên này còn sở hữu bàn chân và đôi tay khổng lồ. Chính vì vậy, dép ở cửa hàng bán không đôi nào anh mang vừa. Có lần người quen đóng cho đôi dép, nhưng Trung mang vào đi bị té nên bỏ luôn. Từ đó đến nay, Trung không đi dép vì mua không có đôi nào vừa bàn chân, mẹ của anh Trung chia sẻ. Khi mọi người bàn về việc đề nghị tổ chức Guinness công nhận là người cao nhất Việt Nam, bởi hiện người cao nhất Việt Nam được Guinness công nhận có chiều cao 2,3 mét, anh Trung tâm sự. Tôi chỉ muốn được trị hết bệnh thận và hai cái chân đi lại bình thường để sinh hoạt, còn chuyện khác chưa nghĩ đến. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.